chào các anh chị. Thì lâu nay thì giới trẻ hoặc là một số người nghĩ rằng là những cái vật liệu mà chúng tôi đang làm là hoàn toàn bằng máy móc. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cái công đoạn hoặc là những cái kết nối ở trong công ty chúng tôi để tạo ra một viên gạch hoàn toàn là bằng thủ công. Và người nghệ nhân phải là những người công nhân ấy, không phải gọi là nghệ nhân nữa mà những nghệ nhân để tạo ra những cái viên gạch và giống nhau. Thì các anh chị ấy phải thả hồn vào cái viên gạch và chăm chút từng viên gạch thật là tỉ mỉ và để tạo ra những cái viên gạch. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhận những thiết kế và vẽ lên là để khách xác nhận là có ổn hay không. Thì sau đó chúng ta sẽ làm khuôn và đưa vào cái sản xuất. Thì khi mà những cái công đoạn như vậy thì người nghệ nhân á, là đổ từng cái viên gạch, có những cái mẫu như là mẫu câu chuyện của tỷ phú người Ấn Độ mà tôi đã kể trước đây là chỉ có 8 giờ đồng hồ mà sản xuất chỉ có là 8 đến 9 viên gạch chưa được 1 mét vuông, hoặc là cái mẫu Lego 171 lần đổ, hoặc là có những mẫu là 180 lần đổ. Thì rất là khó trong cái công đoạn, và một người nghệ nhân có thể là sản xuất một ngày chỉ từ 1 đến 2 mét vuông gạch cho 8 giờ đồng hồ. Cho nên đủ các anh chị thấy là độ khó và sự tỉ mỉ như thế nào. Khi mà thoát khuôn ra là cũng cái người nghệ nhân đó cũng bàn tay cũng phải cực kỳ khéo léo và để tạo ra những cái viên gạch, bởi vì gạch này là không có phải là nung nhiệt phải CO2 ra gây hiệu ứng nhà kính, mà đây là một cái viên gạch mà chúng tôi để từ 1 đến 3 ngày thì bề mặt lớp men sẽ hóa thạch và tạo ra những cái viên gạch chất lượng như vậy. Thì tôi yêu cái sản phẩm, tôi đam mê cái sản phẩm này bởi lẽ là cái sản phẩm này cho tôi quá nhiều sáng tạo, và mỗi chúng ta sẽ có sáng tạo hơn trong cái sản phẩm của mình. Ví dụ như là cái mẫu diamond là các anh chị có thể tạo thành những cái rừng nhiệt đới, hoặc là cái mẫu gạch bông mà làm bằng cái vảy cá thì các anh chị có thể tạo thành những cái hình hoa sen kết hợp với những cái mẫu kim cương, hình dạng kim cương, hoặc là những cái bông hoa hồng. Rất là nhiều cái mà hiện tại Việt Thais đang có, hoặc là tạo ra những cái viên gạch vảy cá từ cái hoa bồ công anh. Rất là nhiều cái ý tưởng thì các anh chị cũng có thể tạo một cái thiết kế ở trong cái không gian sống của mình. Hoặc là đôi khi chúng ta tạo những cái mẫu gạch là hình thoi, hình diamond để tạo ra những cái hình hoa sen như vậy. Thì rất là nhiều cái, hoặc là trong cái lần hội chợ của năm chúng tôi đã làm từ năm 2017 là ở tại Đà Nẵng, thì chúng tôi cũng đã tạo ra những cái mẫu gạch bông mà làm giống như là lấy ý tưởng từ cái hội bán pháo hoa ở tại Đà Nẵng, thì vân vân, và rất là nhiều cái ý tưởng. Thì cho nên là, hoặc là những cái mẫu lục giác nhỏ chúng tôi tạo ra cái hình bản đồ, rất là nhiều như vậy. Thì từ cái công đoạn mà chúng tôi chuyển hóa như vậy là từ những nghệ nhân và được tập thể Việt Thai sáng tạo ra rất là nhiều mẫu mã đa dạng để cho các anh chị tham khảo. Thì tôi tin đây là những cái điều hình ảnh mà các anh chị tham khảo. Còn ngoài ra các anh chị cũng có thể là tạo ra cho mình một cái hình bông hoa nào đó, tạo dấu ấn riêng cho bản thân. Thì tôi kêu gọi là với những khách hàng, những người yêu cái đẹp, hãy tạo ra sáng tạo nhiều hơn nữa để cho nhiều người chiêm ngưỡng và chia sẻ những cái điều hay trong cuộc sống. Thì đó là chúng ta cần làm mà. Cho nên là mỗi chúng ta là những người yêu cái đẹp thì chúng ta hãy sáng tạo, và sáng tạo hơn nữa để làm đẹp cho đời. Và các bạn trẻ ơi, hãy sáng tạo trong công việc để làm cho một ngày công việc của mình tốt đẹp hơn, và chúng ta hãy tạo giá trị mang dấu ấn riêng bản thân mình nhiều hơn nữa nhé. Và mỗi bạn sinh viên ngồi trong ghế nhà trường, ngoài cái việc học, chúng ta hãy quan tâm đến cộng đồng nhiều hơn, và chúng ta hãy học thật nhiều, tận dụng cái thời gian quãng đời mà chúng ta còn ngồi trong ghế nhà trường. Chúng ta hãy học nhiều nhất có thể, và chúng ta hãy giúp được điều gì trong cuộc sống, chúng ta hãy cứ giúp, hãy trải lòng ra. Và đó là những giá trị mà chúng ta trên cái hành trình đi nó luôn tốt đẹp, mang đến những điều hay trong cuộc sống, và chúng ta có những người bạn để cộng hưởng cùng nhau nhiều hơn. Và mến chúc các anh chị có nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.